phải lấy laptop, lấy tập ra, rồi lấy từ điển ở sẵn. Hết bữa ra thì phải ngồi ghi lại được 10 từ mới nha, với một ba cái điểm mới mình học thôi, không có học nhiều quá. Ok, bắt đầu ha. Rồi có một cái ca là cái ca đầu tiên, ca số 1. Thì tụi em cứ tương tác với bằng cách chat đi ha, khỏi bật mic cũng được. Một cái bà 50 tuổi nè, bà complain, tức là cái người này họ phàn nàn về một cái upper abdominal pain. Rồi chữ này là gì? Đó. Increase the last 3 days, tăng lên trong vòng 3 ngày trước. Cái có một câu là đó đã là một cái it has been, là một cái general age, đã chung thôi, ở cái vùng upper abdominal pain là đang ở đâu. Và sau đó nó có những cái severe, more severe, những cái đợt đau nhiều hơn. Rồi bà bị vomit, tức là bị nôn. Chữ vomit là nôn á, còn chữ buồn nôn là gì? Đứa nào nhớ rõ ra. Với lại nhớ được cái chữ vomit mà cái gốc nó là gì không? Gốc root của nó chứ không phải là chữ này. Chữ này là common English. Trong 24 tiếng qua thì ói 3 lần ha. Rồi on two or three occasions in the past 5 years, tức là trong vòng 5 năm trước thì có 2 tới 3 lần là cổ bị giống gì, nhưng mà đau ở cái right abdomen. Right abdomen cuối cùng là vùng nào của bụng vậy? Nausea là buồn nôn. Ok. Hạ sườn phải nha. Hạ sườn phải thì đúng nhất nếu mà phân khu làm chính vùng. Mà có một chữ là cái chữ mà nôn á, mà nôn nhiều á. Mấy đứa học cái bạn nhớ không? Nôn nhiều mà thuật ngữ á, chứ không phải là cái chữ vomit. Rồi đến nào nhớ rõ rồi ha. She says sometimes associated with feeling that she has fever. Tức là thỉnh thoảng thì nó cũng liên quan tới fever, là bị sốt đúng không? And was treated with antibiotic, là bà được trị bằng cái gì? Các bạn gõ ra ha. Ở một vài tình huống, một vài lần trước. Rồi cái appetite là gì? Cái appetite của cô này thì generally good, có vẻ cũng ok, nhưng mà she has been off, tức là has been off, cái cấu trúc này có nghĩa là off her food, nghĩa là không ăn á, không ăn được á. Không ăn uống gì trong vòng tuần trước rồi, ăn vô. Vậy cái chữ appetite là gì ha? Rồi nhớ cái chữ mà nhớ cái từ thuật ngữ của chữ appetite không? Tức là mới học bài tiêu hóa sẽ nhớ chữ này. Rồi she has not lost any weight. Không có sụt cân nha. There have been no urinary or bowel problem. Urinary là nước tiểu đúng không? Bowel là ruột. Thì không có vấn đề gì về ruột và nước tiểu hết. Nhưng mà bạn nói cái nước tiểu của bạn thì nó darker, nghĩa là nó màu nước tiểu nó sậm hơn. Darker thì mình dịch là sậm màu đi ha. Than usual. Và cô nghĩ là cô bị vấn đề của urinary infection. Là bị gì? Appetite là ngon miệng, là khẩu vị. Nhưng mà cái term mà chỉ cái khẩu vị là cái gì? Đúng rồi, emesis là vomit ha. Emesis là nôn, mà là cái thuật ngữ của chữ nôn. Urinary infection là nhiễm trùng đường tiểu. Ok, chính xác. Có một cái chữ orexia nhớ không? Orexia có nghĩa là ngon miệng, cho nên mình có chữ anorexia nghĩa là chán ăn ha. Tức là nhớ cho nó gõ ra anorexia nghĩa là chán ăn, nghĩa là lose appetite đó. Mất ngon. Rồi mọi người cứ xem những cái từ các bạn gõ ra để nhớ ha. In her reverse medical history nghĩa là tiền sử á. Cái câu này nghĩa là trong tiền sử á. Reverse nghĩa là trước đó đó. Thì she has hypothyroidism. Hypo là gì? Thyroidism là gì? Rồi. And is on replacement tyrosine, tức là đang được sử dụng tyrosine.
is on replacement, nghĩa là replace là cái chữ là thay thế đúng không, đang được thay thế tức là bù đó, ý là đang dùng thuốc ngoại sinh đó. Sao Ngọc Đen nó phải từ ngoài vô vậy? Ừ, nhược giáp, suy giáp ha. Đúng rồi, anorexia nha. Anorexia nghĩa là chán ăn, thì chữ an nghĩa là no, còn orexia có nghĩa là appetite đó. Orexia có nghĩa là cái cảm giác ngon miệng. Quay lại cái hình này thì mình tức là bà này bị nhược giáp ha, bởi vì suy giáp, bà đang uống tyrosine. Rồi she has annual blood test to check, tức là cũng có kiểm tra máu thường xuyên 3 tháng trước. Rồi mình lại gặp cái chữ này là CHS, tức là quá khứ phân thị đó. Some episodes of chest pain. Thì nhớ cái chữ episode này dịch là cái gì? Không dịch là tập phim nha. Episode là không phải tập một tập phim đau ngực nha. Episode dịch là cái gì? Rõ ra on exercise once, một trong hai tuần 6 tháng trước đó, thì có 1-2 lần bị đau ngực. Episode dịch là cơn nha, cái cơn đau ngực. Cho dù cái nghĩa của nó có nghĩa là một cái tập gì đó, tập phim trong một phim nhiều tập, nhưng mà trong y khoa nghĩa là cơn. Atenolol 50 ha, và glycerin trinitrat. Thì đó là này, Atenolol là thuốc gì, nhớ không? Nitrat là thuốc gì? Đứa nào mà học dược lý rồi thì có thể ghi lại. Và cái đường dùng là sublingual nè. Rồi là cái đường nào? Đó mình thấy là viên atenolol này nó có cái khía này đúng không? Mấy viên thuốc có khía là bẻ được ha. Có thể bẻ nửa viên được. Tóm lại thuốc nào có khía là bẻ được đó. Nửa viên này viên nén ha. Nó là thuốc trị cái gì? Chẳng beta ha. Và cái này là cái dạng của nitrat mà xịt dưới lưỡi này mới được. Có thể cho nitrat xịt dưới lưỡi, tác dụng nhanh hơn là uống nữa, tại dạng xịt thấm nhanh. Rồi chuyện beta ha, nitrat hữu cơ ha. Ok, sublingual á là để dưới lưỡi, nhưng mà mình nhớ chữ sub là dưới, ling là cái lưỡi ha, lingual là cái lưỡi, nhưng mà cái này không phải là ngậm ở trong, này là spray á, mình xịt á nha. Spray là xịt nha, là chai này nè. Rồi hay mà cũng bài này cũng nhiều bệnh nữa ha. Rồi này là khám nè, khám nè. Mình thấy là cái streeter thì nó yellow. Cái streeter là cái gì? Rồi cái frons là cái mạch đó, 56 lần. Rồi huyết áp là 122 and over 80 mm mercury, là một huyết áp 12.8. Huyết áp thì bình thường nhưng mà mạch có vẻ hơi chậm đúng không? Như là cái streeter là cái gì? Nó bị vàng đó. There is no abnormality, tức là không có gì bất thường. Tức là không có gì không bình thường. Tức là nghĩa là bình thường. Ở trong cái hệ tim mạch và hệ hô hấp. She is tender này, chữ tender này tuần trước có nói rồi đó. Dịch tên là cái gì? Ở trong cái tức là cái vùng hạ sườn phải á. Và nó có một cái mắt. Bạn thấy chữ mắt không? Chữ mắt là dịch là cái gì? There's a mark pain. Tức là cơn đau nó làm sao? No mass pain paint. Tức là không có cái khối nào được sợ. Pimpable ha, nhớ là chữ này là sợ nghe. Còn một chữ giống giống đó có nghĩa là hồi hộp là chữ gì? Ở trong bụng. Và she's a clinically euteroid. Rồi. Đúng rồi. Palpitation ha, nghĩa là hồi hộp. Rồi mình có chữ mắc. Pain có nghĩa là sao? Điểm đau nhói ha. Cũng không hẳn là đau nhói, nhưng mà đau nhiều á, tức là cảm giác đau là đáng kể á, tại vì chữ mắc có nghĩa là đánh dấu đúng không? Mắc pain này mình có thể hiểu là đau đáng kể ha, đau nhiều khi mà hít vô ở vùng gan. Và nhớ chữ tender nha. Tender hôm trước nó dịch là gì? Tenderness dịch là gì? Với lại chữ slither dịch là gì? Ừ,
Steerer là cũng mệt ha. Rồi tenderness thì mình hay dịch là ấn đau nha. Tenders là xì dịch, thường dịch là ấn đau. Tóm lại dịch là cái, tóm lại càng này có ấn đau cái hàm xương phải, là có điểm đau khi hít vào. Đây là một cái chữ, nó là cái chữ icterus. Lero icterus giới thiệu cho mọi người một cái chữ. Thì chữ lero nãy là cái cũng mẹ đúng không? Icterus thì cái chữ này sẽ bằng với cái chữ jaundice ở trong vàng da. Ngoài ra nó còn có nghĩa là một con chim. Cái giống chim là Icterus ganvula, thì nó có chung một chữ là Icterus. Thì chữ này mình có thể hiểu nó là màu vàng đó. Mình có thể hiểu chữ này là chỉ màu vàng, gốc Latin của nó đó. Nên cái chữ vàng cũng mạc có hai cách, một là Slither, hai là yellow, nhưng mà thường em sẽ gặp cái chữ này nhiều. Còn chữ jaundice thường nó nói vàng da nhiều hơn là nói về vàng cái mắt ha. Jaundice là cũng có nghĩa là yellow nha. Con chim này màu vàng này đúng không? Đúng không? Rồi một vài cái chia sẻ thêm này. Đây là cái investigation này, nhớ nha. Investigation nó chính là cần lâm sàng đó. Thì em có thấy cái gì lạ không? Tăng gì không? Đầu tiên là tăng cái gì? Tăng cái total bilirubin, là tăng bilirubin toàn phần đúng không? Rồi tăng alkaline phosphate 8.4 nè. Alanine, aminotransferase là cái thằng ALB á, ALT á, là không tăng lắm. GGT thì tăng, rồi 4.3. Tuyến giáp thì hormone tuyến giáp tê sắc thì bình thường. Nghĩa là mình sẽ có tăng bilirubin, tăng ALB với lại tăng GGT ha. Rồi đứa nào học sinh quá rồi thì có thể biết can này dàn da do gì không? Dàn da này nghĩ do gì? Rồi hết thì giờ phải chờ đáp án đi chứ. Tóm lại một ca tôi mật đau. Ủa ta có cái phần khám ghi hết chưa vậy? Chưa không? Tôi mật đau. Tôi mật đau rồi có nhiều lần, quá khứ cũng bị nhiều lần. Bilirubin tăng. ALT tăng ít. Sợ ông mật chủ đúng không? Ok. Ngoài ra thì có nhịp chậm với lại cường nhiệt giáp gì đó, có ai quan tâm tới cái đó không? Rồi, đây là đáp án ha. Mình đọc này là mình đọc luôn cái biện luận của anh ta đó, này là chưa có show trước cho nên mấy đứa phải ngồi rồi tra liên tục nha. Gọi là tra cái nào anh thấy khó mà thằng kia tra trước. Đáp án ca số 1 nè, bệnh nhân này năm năm trước là có tiền sử là intermittent upper abdominal pain. Chữ intermittent thì đứa nào tra có nghĩa là cái gì ha. Rồi her current pain, cái cơn đau hiện tại á, thì nó dài hơn trong quá khứ, và hiện tại bà lại bị jaundice nữa. Đây là chữ vàng da nè. Jaundice là vàng da nha. Cái acute là cấp tính đúng không? Một cái cơn đau cấp tính. Khi mà insertion là cái gì? Nghĩa là gì? Rõ ràng. Rồi khi mà sờ vào cái vùng hạ sườn phải, nó gọi là positive Murphy sign. Nghĩa là dấu hiệu Murphy dương trong cái bệnh nhân bị inflammation ha. Nghĩa là viêm túi mật, viêm của cái túi mật. Intermittent, nghĩa là không liên tục hay là ngắt quãng. Còn chữ inspiration là sao, hít vô thở ra. In là hít vô nha. Cái relative bradycardia, một cái nhịp chậm đi kèm, present ở trong cái bệnh cảnh cấp tính này, đi likely to, nghĩa là có vẻ là do relate to đó. Có vẻ là do cái thằng beta blocker này đó, nãy mình nói đó. Rather than, hơn là do cái thằng hypothyroidism hay là cái gì khác đó. Nguyên câu là gì đó, là hiện tại cái nhịp chậm là
nghĩ nhiều là do chuyện beta hơn là do cái nhược giáp ha. Rồi cái nước tiểu mà đậm màu á, thì nó sẽ good fit, nghĩa là good fit nghĩa là nó phù hợp vô cái bệnh cảnh á. Cách dùng câu là gì đó, bệnh cảnh là của increase conjugate bilirubin obstruction, bị tắc nghẽn. Rồi cái conjugate bilirubin là gì, mới đưa gõ ra ha, là một cái solute tan trong nước và excrete. Tức là học bài tiêu hóa rồi sẽ biết excrete là thải đó, thải ra qua nước tiểu. Và khi mà không có cái hàng này thì khi mà không có gì, đúng rồi, nó trang nó gọi là bilirubin liên hợp á hay là bilirubin kết hợp á, thì nó sẽ không có hàng này thì mà vào trong ruột á. Nguyên câu là nó cách dùng câu nè, without, không có bilirubin liên hợp vào trong ruột, one would expect, nghĩa là khi đó mình sẽ tình huống xảy ra sẽ là pale stool, nghĩa là phân nó bị pale là nó bị sao, như tắc ruột thì ổ tắc mật thì phân nó sao, đúng rồi, phân nó nhạt ha, phân nó nhiều khi nó bị trắng xác luôn tại nó có sắc tố, nó như nước tiểu đậm màu thôi. Có nghĩa là đáp án ca này của mình là bệnh nhân bị viêm túi mật đó, vì nó bị tắc, có thể nó bị sỏi kẹt cổ túi mật. Rồi tóm lại là có một cái tăng bilirubin, đây là đáp án về cái mặt xét nghiệm ha. Này nó gọi nè, ALT cũng tăng. Rồi ALT là tăng nhẹ thôi, slightly. Nhưng mà cái bất thường chính á là cái tăng của thằng alkaline phosphate, phosphatase kiềm đó, với lại GGT, gamma glutamine transpeptida. Thì này nó gọi nè, nó dùng mỗi cấu trúc là this is the pattern of, đó là đây là kiểu tăng của tắc nghẽn ha. Đây là kiểu, cái chữ pattern có nghĩa là kiểu. Thế nên thấy chữ đau ngực, kiểu đau ngực thì hay gọi chữ kiểu đau ngực, thì nó sẽ cho những cái kiểu lan của nó. Thì đây là cái kiểu tăng của xét nghiệm trong một cái trường hợp là obstructive jaundice, nghĩa là vàng da mà do tắc nghẽn đường mật. Rồi cái nguyên nhân là gì nè, anh gạch dưới này nè, nguyên nhân là gì? Nó có hai nguyên nhân đó, ba cái nhưng mà anh gạch dưới nè. Mechanical obstruct ha, mechanical là tắc nghẽn cơ học đó. Thì này là do gì? Hoặc là do tác dụng phụ của thuốc, ví dụ như là những cái thuốc nó kể ra sau đây ha. Nhưng mà những cái thuốc mà cổ đang uống á thì không có giống lắm. Mình có tumor là khối u, và gallstone là cái sỏi. Rồi đây là một hình nó có sợ trên mạng, mấy đứa cứ sợ chữ pattern of enzyme alteration hay là pattern of liver enzyme, thì mình sẽ có một rất là nhiều cái tham khảo, nhưng mà này anh thấy nó gọn nên đưa lên. Dường như nó chỉ làm nhiều cái kiểu tăng ALT với lại ALP thôi, chứ không có AST ở đây. Thì cái ALT nó đặc hiệu cho gan. Mình chỉ phân biệt cho em là bệnh lý của chủ tế bào gan hay là bệnh lý của tắc mật thôi. Thì nếu mà bệnh lý tắc mật thì mình thấy là cái ALP nó sẽ tăng nhiều, còn ALT thường nó tăng ít, không có tăng. Còn chỉ số là lấy ALT chia cho ALP nó sẽ bé hơn 2 ha. Đó là cái gợi ý của cái bảng này. Còn nếu mà do suy gan cấp hay là do sơ gan gì đó, thì cái viêm gan cấp thì nó không phải tắc mật thì cái ALT nó sẽ tăng, tỷ số nó sẽ trên 5. Đây là tài liệu tham khảo của ông này nè, có thể mình sợ thêm. Tóm lại cái này gọi là cái kiểu tăng ha. Mình không có học quá về chuyên môn, nhưng mà mình sẽ hiểu đây cái kiểu này là cái kiểu tăng, từ khóa là cái chữ pattern á. Mấy tôi tự sợ thêm để biết những cái kiểu tăng trong những bệnh cảnh gen khác nhau. Rồi đây là một chút xíu về cái phân tích thêm nè. Những cái từ ha, cái cơn trước đó nè, trong vòng 5 năm nè, có vẻ là do cholecystitis là gì nè, mới đưa sạch chữ cholecystitis đây. Secondary to gallstone nghĩa là thứ phát do sỏi. Rồi nếu cái túi mật á, mà nó có thể sờ được nè, cái câu tiếp theo nè, nếu túi mật có thể sờ được trong thăm khám thì nó lại, đôi khi mình lại phải nghĩ tới một cái chẩn đoán alternative, là một chẩn đoán khác phân biệt,
có nghĩa là mặt lý nên obstruction là bị gì? Mặt lý nên nghĩa là gì? Cholecystitis. Đúng là viêm túi mật ha, tại vì chữ chole là mật, cyst là cái túi, itis là viêm. Rồi mà nếu mà túi mật này to sao được á, thì phải nghĩ tới bệnh gì? Mặt lý nên obstruction là bị gì? Lenin là có nghĩa là ác tính nha. Vì cần là chữ khác. Chữ mặt Lenin này nghĩa là ác tính đây. Tức là nếu túi mật to mà sao được thì cũng phải loại trừ tình huống là bị tắc nghẽn do cái u ác tính rồi. Đó. Rồi bởi vì từ cái lần trước á, bởi những cái cơn viêm túi mật lần trước á là có thể nó gây cái scarring and contraction. Chữ scar là gì? Chữ scar không nghĩa là gì? Scar là contract là co đúng không? Chữ scarring nghĩa là bị gì? Nghĩa là cái túi mật này nó bị viêm nhiều lần, thấy nó cũng thấy nó bị sẹo ha. Rồi để có gây được cái tắc nghẽn lần này á, thì một trong những cái sỏi nó phải move out, tức là ra khỏi cái túi mật và nó làm tắc impact, tắc cái ống mật chung. Cái migration, chữ migration nếu em sạch trong từ điển nó sẽ ra chữ gì, em sạch thử coi. Migration of gallstone là cái sự migrate của sỏi á, sẽ xuất hiện trong khoảng 15% những ca. Đúng rồi, di cư là cái chữ bình thường, nhưng mà trong này ý của nó di cư ha, chữ migration là di cư, migration là người nhập cư đó, nhưng mà ý của chỗ này migration là nó dùng nó túi mật, cái sỏi mật nó bị rơi ra khỏi túi mật vô kẹt chỗ cái ống mật á, dùng chữ này. Rồi cái tình trạng của tuyến giáp á, thì có vẻ như là stable ha, nhớ không? Chữ table là cái bàn đó, là ổn định đó. Này trong cái bài đầu tiên tuần đầu nói về cái guideline có nói cái này, table là cái bàn, stable là ổn định. Nên cái cơn đau ngực của cô này thì có vẻ như là tại nãy mình nói ở sàn nitrat đó. Đáp án của họ là bị CAD thôi, tức là coronary artery disease. Là bệnh này bệnh gì? Này đó là bệnh mạch vành ha. Và nên cân nhắc ha, need to be considered, là nên cân nhắc khi mà điều trị cái sỏi của bà này. Và một cái ECG tiện tâm đồ nên được đo, là dựa vào cái chỗ đau ngực mà sẽ nitrat á. Này là cái gọi là cái Courvoisier gallbladder, mấy đứa biết chữ này không? Biết Courvoisier là gì không? Courvoisier, Courvoisier là tiếng Anh, còn tiếng Pháp là Courvoisier. Cho mọi người 2 phút đó là mẹ sạch thử chữ lục Courvoisier hay là hội chứng Courvoisier đi rồi nói tiếp. Rồi, quý nó có đáp án rồi đó.
mình cái chữ này nó gọi là Courvoisier size hay là Courvoisier law ha, luật, thì có thể hiểu là một cái túi mật mà nó to sờ được nhưng mà nó không có đau ha, nên tender nè. Rồi có vàng da thì nghĩ nhiều tới bị u đầu tụy ha, u đầu của ông tụy đứng này. Còn nếu như nó viêm, nó đau, nó lại không to thì nghĩ tới hướng tắc mật nhiều hơn. Đây là cái ý của cái hình này. Từ khóa cho mọi người là chữ Courvoisier size ha. Tóm lại, tóm tắt ca số 1 ha. Có những cái điểm nó nhắc mình nè. Một cái obstructive jaundice, một cái dạng da tắc nghẽn mà có túi mật giãn sờ được thì có chừng là bị ung thư. U của cái tụy, u đầu tụy gọi là luật, gọi là cái luật Courvoisier hay là cái triệu chứng Courvoisier. Còn nếu mà nó một phi dương tính như cao nãy á, dương tính mà nó đau không to thì nó nghĩ tới viêm túi mật nhiều hơn. Tại tắc nghẽn thì cái xét nghiệm nó giống nhau lắm, chỉ khác nghe chỗ cái túi mật nó to hay không thôi, chứ nó đau hay không thôi. Obstructive jaundice, nếu mà dạng da tắc nghẽn thì nó sẽ refer, tức là cái dấu cái khả năng nó sẽ tăng cái hàng phosphatase kiềm và GGT ha. Còn ALT sẽ ít tăng nhẹ. Đó. Mà khi mà ALT tăng nhiều thì nó lại indicate, nó chỉ định hay là nó hướng về cái hepatocellular damage, tức là tổn thương cái cell là cái tế bào của hàng gan nguyên phát nhiều hơn. Đó. Tăng nó dựa vào cái factor mà ALT tăng thì gan, còn alkaline phosphate CGT tăng thì hướng về tắc mật nhiều hơn. Rồi, đây là cái thứ nhất. Mọi người ngồi ghi chú lại những cái thứ mình học được trong cái thứ nhất đây, những cái từ á. Ghi về từ mới đi rồi tiếp tục cái thứ hai nha. Nhớ mình học có mục tiêu ha. Mình mới học 10 chữ thôi, chỉ 3 điều mới. Học được cái gì ghi lại. Tiếp rồi. Xíu rồi tiếp ha. Ok, mình tiếp tục ca thứ hai nghe mấy đó. Rồi, ca thứ hai này thì mọi người đã tra cứu trước chưa? Một cái bệnh nhân nữ nè, 36 tuổi, tức là cũng còn khá trẻ đúng không? Rồi, refer by her GP đó, nó là nhờ cái dạng như bác sĩ gia đình, bác sĩ tổng quát á, thì kêu bà này tới một cái clinic về chuyên về tăng huyết áp ha. Đó, mình có chữ hypertension nè, hypertension là tăng huyết áp. Rồi cô ấy được chẩn đoán tăng huyết áp là 2 năm trước. Cái huyết áp của bà này á thì nó difficult to control, dịch cái là gì, difficult to control dịch là gì. Rồi hiện tại bà đang uống nè, four agent là gì? Agent là gì? Khó kiểm soát. Ok, agent là gì mới đó? Ừ, dạng như là 4 loại thuốc á. Four agent nghĩa là 4 loại thuốc á, chứ không phải là điệp viên hay là
nhưng agent là cái gì nữa, nhưng phòng đại diện agency rồi đó. Ấy là bốn loại thuốc ha, mình có nè, thiazide nè là nhóm gì đó, thấy không, thiazide nè, atenolol nè, amlodipine nè, rồi doxazosin là nhóm gì, thiazide là tiểu đúng không, atenolol nó rồi chuyện beta, amlodipine là nhóm gì nhớ không, nhắc nhắc lại cái doxazosin là nhóm gì. Chuyện canxi, nhóm dihydropyridine, rồi đồng ý. Và doxazosin, nhóm gì? Alpha ngoại biên hay trung ương? Rồi sao mấy ông đàn ông hay uống thuốc này? Chỉ cái gì? Ủa anh, mấy ông này ông hay uống Sartan đó, là anfuzosin đó, là cũng chung nhóm đó, có chữ zosin, zosin đó. Bên niệu hay cho ha, bên niệu hay cho để trị gì nhớ không? Nhóm này nhóm chuyện alpha ha, ngoại biên nó trị cái tiền liệt tuyến á, vì là tiền liệt tuyến, tại nó có thuốc chọn lọc tiền liệt tuyến, thuốc chọn lọc mạch máu nữa, doxazosin thì chọn lọc mạch máu nhiều hơn, còn anfuzosin thì chọn lọc tiền liệt tuyến, nó làm giảm cái tắc nghẽn á, để tiểu dễ hơn ở cơ trơn, ở chỗ cơ tiền liệt tuyến á. Rồi có một cái chữ chữ resistant hypertension, chữ này mới đưa về dịch nó là tăng huyết áp gì, và nó định nghĩa là thế nào. Mình có một cái định nghĩa ở đây là cái sự tăng huyết áp đó, elevated blood pressure, despite, bất chấp, bất chấp là hiện tại đang uống ba cái gì, ba loại thuốc ha, nè nãy dùng agent phải không, giờ dùng chữ medication, ba loại thuốc. Mà có một chữ, có một chữ mới đi học được là chữ optimal dose. Optimal dose chính là liều, liều điều trị tối ưu, liều tối ưu của thuốc đó, có thể là liều tối đa có thể. Tại tim mạch nó có thuốc đó, em cho tới liều ví dụ như Zestrin đi, ví dụ như Enalapril đi, em cho liều 5 với liều 20 nó cũng vậy à, nó cũng không hơn nhiều về mặt tim mạch nha, chứ không phải lúc nào cho liều cao cũng là tốt, nên nó sẽ có liều điều trị và liều này chữ optimal đó chính là cái liều tối ưu, đó là dùng 3 thuốc có liều tối ưu, rồi trong đó có chứa một thằng diuretic, một thằng loại tiểu mà lại không kiểm soát được huyết áp, thì tính là tăng áp kháng trị ha. Resist nghĩa là kháng lại, là chống lại, đây là tăng áp kháng trị. Cái hình này thì lấy trong nguồn nằm đây nè ha, của hội tim mạch gì đó, hội Canada. Thì trong trong những người ở Canada thì 100 người thì có 20 người có tăng huyết áp, và trong đó sẽ có một người 2% sẽ bị kháng trị. Nó cho mình nhiều nguyên nhân lắm, thường là lớn tuổi nè, huyết áp cao, ăn nhiều muối gì đó. Này tham khảo thôi, biết định nghĩa là gì được ha. Ba thuốc liều tối ưu, trong đó có một diuretic, mà diuretic đó phải là thiazic nha, lại tiểu thì đúng hơn, thiazic thì đúng hơn. Rồi qua lại cái ca của tụi em, thì hiện tại cô này cũng có huyết áp bình thường và cô có một cái preeclampsia, chữ dịch là cái gì, during her only pregnancy, trong một lần có thai 9 năm trước, và nó bà không có tiền sử có premature. Premature là gì? Yes, tăng huyết áp premature. Bà hút là 20 gói, hay lộn, 20 điếu thuốc một ngày và uống rượu nhưng mà ít thôi, dưới 10 đơn vị. Và hiện tại thì không có đang dùng oral contraceptive pill, không dùng cái viên thuốc gì. Nhớ là không dùng nha. Và cô ấy đang làm việc cho một cái nghề là cô dạy cô dạy phụ tá thì dạy thôi, trợ giảng. Preeclampsia là tiền sản giật nha, là tiền sản giật. Premature tức là trước khi trưởng thành, tức là một cái tăng huyết áp trẻ tuổi đó.
Còn contraceptive là viên thuốc ngừa thai dạng uống. Ok. Mình có chữ contra có nghĩa là chống lại. Có chữ conception. Conception có nghĩa là có thai. Nên contraceptive nghĩa là viết tắt của contraception đó, là thuốc ngừa thai ha. Rồi câu này thì lại có một cái tiền sản vật ha. Đây mình có một cái triad, một cái tam chứng kinh điển của tiền sản vật. Đó là PRE, chữ RE đó. Là gồm ba cái gì? Đứa nào ghi ra coi. Rồi. Có một classic triad ha. Triad là ba, triad là bộ ba nọ. Tam chứng cũng được, bộ ba cũng được. Classic là kinh điển. Của eclampsia là mình có đạm niệu trên 300mg 24 giờ. Rồi có tăng huyết áp ha. Huyết áp trên 14.9. Và có một cái edema nghĩa là đột nhiên bị phù. Okay, good. Đó là tam chứng đó, mọi người có thể nhớ chữ free ha. Tại vì thường những cái pneumonic mình nó phải liên quan tới cái bệnh mình nhớ, chứ mình không liên quan bệnh mình cũng không nhớ nữa. Thì nó cái chữ riệt lắm xe, nếu em thuộc được thì em sẽ nhớ chữ rì, thì em nhớ luôn ba cái yếu tố của nó luôn. Biết tiếng Anh mới được nha. Ok, next. She not overweight, hiện tại không có bị tăng cân và look well, nghĩa là có nghĩa là nó không, hiện tại nó không có bị phụ. Rồi cái pulse rate mạch 68 lần, nhanh hơn cái ca nãy ha. Huyết áp thì 18, huyết áp thì lại cao. Em có một chữ là there's no radio femoral delay. Cụm này nghĩa là gì? Radio femoral delay là gì? Rồi không có cái nốt, nốt cà phê outline là nốt gì? Và không có neurofibroma là gì? Thăm khám hiện tại hệ tim mạch và hệ tiêu hóa, hệ hô hấp và khám bụng thì nó bình thường. Và phân đi là gì? Phân đi là gì thì đứa nào Vinh nó học không? Vinh này không học à? Rồi mọi người trả lời đi. Radio femoral delay là làm sao? Oh hello Vinh, phân đi là gì em? Chị phân đỡ xong trước á. Neurofibroma, u sơ thần kinh, xác. Rồi. Radio femoral delay mọi người vẫn là mạch quay trụ đập không cùng lúc. Rồi tạm hiểu là vậy. Fundus là đáy mắt. Chính xác nhất là fundus là cái đáy, nó nghe khen. Đáy mắt hay là đáy tử cung, đáy dạ dày thì cũng dùng chữ đó. Em có thể tham khảo bạn Vinh chuyện này, tại sao gọi là đáy. Ok, thể thông hành này thì nó có đáy mắt đó. Đáy mắt này không có vấn đề. Tăng huyết áp. Fundus là bottom nha, là đáy. Đây là cái hình về cái neurofibroma. Omia là u. Fibro là sợi. U sợi thần kinh. Ở trên da nó nổi mấy cái cục rồi nè. Anh nghĩ mọi người đã thấy những hình ảnh này trên báo rồi đúng không? Đôi khi có những bệnh nhân, không phải bệnh nhân mà một vài người, họ sẽ nổi rất là nhiều cái u này trên mặt, trên toàn thân. Có thấy bao giờ chưa? Tôi là thấy comment yes coi. Nó đầy mặt hết chân luôn ha. Nó đầy mặt hết, nó đầy toàn thân hết chân. Thôi thấy cũng hơi ghê ghê đúng không? Sợ sợ. Nói chính là này nha. Sau này học rồi thì đừng có nói là quái vật hay gì nha. Thật ra nó có một cái bệnh đó, một tình trạng. Nó nằm ở cái gọi là hội chứng von Recklinghausen á, mà anh quên để lên đây rồi. Tay thì cũng chưa hẳn em, thường nó nhiều lắm, nổi nhiều lắm. Đôi khi nó cũng có thể gặp người một vài cái, nhưng mà nó không, cái người mà bị đúng cái hội chứng á thì nó sẽ bị nhiều lắm. Đứa nào đi kiếm cái chữ von Recklinghausen gõ cho mấy bạn coi này, anh quên sợ chữ đó này. Hội chứng von Recklinghausen, gõ cái tên thôi.
Nó thì có nốt ha. Và cái này nó gọi là nốt cà phê online nè. Nốt giống như màu cà phê vậy đó. Thấy trên bụng ha, trên da vậy đó. Thì nó nằm chung trong một cái bệnh cảnh gọi là bệnh cảnh u sợi thần kinh. Và này, cảnh này nó sẽ có thể liên quan tới tới cái tăng huyết áp do động mạch chủ, hẹp eo động mạch chủ. Đây là kết quả cận lâm sàng của ca này. Mọi người có thể lướt qua có gì lạ không? Mới được thấy có gì lạ. Rồi mình thấy cái rề nó hơi tăng đúng không? Rề nó hơi tăng. Còn lại bình thường hết hả? Ừ. Với lại phân tích chữ urine analysis là phân tích nước tiểu nha. Urine là nước tiểu. Analyze là phân tích. Cho nên đây là nước tiểu không có đạm, không có máu. Renal ultrasound có nghĩa là em sẽ siêu âm thận đúng không? Thận nó cũng không có bị teo. Còn đây là cái hình chụp của cái gì? Renal angiogram là chụp cái gì? Ừ, ok. Nhớ chữ angio nha. Angio có nghĩa là belong to the vascular hay artery, đến động mạch, không chụp mạch. Nó là mạch, còn chữ gram nghĩa là đồ. Thì nói chung angiogram là chụp mạch máu, nhưng mà chụp này á là em hiểu là cái dùng từ angiogram là người ta đưa cái catheter vô người ta chụp luôn. Để thấy cọng dây này không? Thấy cọng trắng trắng này không? Là phải đưa cái catheter vô động mạch đùi á, đưa lên chụp luôn. Còn chụp cản quay thì nó thường nó sẽ không dùng chữ angiogram. Đây là chụp mạch thẳng qua da, tức là phải có một cái đâm kim vô luồn động mạch đùi á, đưa lên chụp. Renal là thận ha, kidney cũng là thận. Rồi cái này chẳng đoán cái gì đây? Diagnosis đi. Huyết áp cao, tiền sử tiền sản giật. Rồi lại vô kỳ này đã suy thận nhẹ nữa. Rồi mà em sẽ làm gì với bệnh nhân này đúng không? Mọi người suy nghĩ rồi. Ok, tăng huyết áp thì động mạch thận hai bên. Thế nào để kiếm cái hội chứng von Recklinghausen kìa, kiếm chưa ra nữa hả? Cho ta gọi cái chữ đó thử coi nha. Von nè. Recklinghausen syndrome. Có vẻ là chữ này ha. Rồi tự sợ thêm nha. Đây, rồi, cảm ơn mọi người đáp án lại đây. Đây là một cái đáp án của mình là cô này cô bị cái huyết áp cao do renal vascular disease, nghĩa là bệnh của động mạch mạch máu thận. À, này tới hơi nhiều từ mới, mọi người sợ trước đi. Có 1 2 3 4 chữ lên gạch chữ nè. Sợ xong rồi gõ mấy cái chữ này ra trong vòng 1 2 phút đi thì hãy nói tiếp. Thì đáp án thường không có show trước á, sợ thường không có show trước nên giờ mới được sợ đi.
Tiếp tục nha. Bệnh nhân này bị bệnh lý là mạch máu thận đúng không? Rồi the vast majority là do cái gì? Nè, gọi những factor, những yếu tố nguy cơ của tăng huyết áp essential bao gồm tiền sử gia đình, nếu phải thì ít vận động, và cô ấy hiện tại thì không có nè, không có cái paroxysmal, chữ này sẽ gặp trong rất nhiều cái phát, kịch phát hay là đột ngột nè, paroxysmal thường dịch từ kịch phát. Những cái triệu chứng cơ năng ví dụ như là sweating và mồ hôi nè, hồi hộp nè, và sẽ có hồi hộp và sẽ có lo lắng, thì nó sẽ gợi ý cái bệnh là ferrocytoma ha, petromocytoma. Những u tế bào Erkrom, tại nó sẽ có những dạng u tế bào Erkrom nó tiết catecholamine là tăng huyết áp thứ phát. Còn cái chữ essential hypertension là tăng huyết áp gì? Essential thì thường dịch là vô căn cũng được, nguyên phát cũng được ha. Rồi, ok. Đa số là do nguyên phát, nhưng mà có một vài ca sẽ bị thứ phát, như như hồi hộp mà bão mồ hôi lo lắng thì có chừng u tế bào Erkrom nếu mà nó xuất hiện đột ngột có những cơn dịp nhanh đó. Rồi tiếp tục nè, hiện tại lâm sàng là không có cái gợi ý của coarctation, tức là không gợi ý của bệnh gì. Cái bệnh này nó sẽ có nè radio femoral delay nè, và tức là bị cái sự không có đều về mạch của tay với lại đùi, rồi lại có những cái u thần kinh nè, dường như là nốt cà phê online, hay là có những cái u nhiều trên da, là nó gợi ý cho bệnh gì? Coarctation là gì biết được? Rồi cái chữ chuẩn của mình là chữ hẹp eo động mạch chủ ha. Bị hẹp eo động mạch chủ thì nó sẽ có bất thường mạch tay với chân, và gặp nhiều ở những người bị u sợi thần kinh hơn là những đối tượng khác, mình cũng phải loại trừ cái tình huống đó. Cái này thì không dốc, ý là vậy. Rồi cái kali máu thì nó không có thấp, rồi nó sẽ là không thấp nên sẽ không nghĩ tới bệnh Crohn hoặc chứng Crohn, mà cũng không nghĩ lắm tới chứng Cushing, tại vì điện giải đồ bình thường. Mình này là đang là biện luận đó, đang là này đang đọc biện luận đó. Nó những cái cách để ta loại trừ những bệnh lý khác á, hiểu không? Rồi cái principle ha, cái bất thường chính là cái tăng creatinine. Nó sẽ gợi ý một cái mildly impaired renal function. Mildly là thường là chỉ là nhẹ nha. Nó là suy thận nhẹ. Rồi trên ca này thì sao? The absence of, nghĩa là không có cái sự vắng mặt của, thứ nhất là hematuria là gì, and proteinuria là gì. Cái này ý đó là không có hematuria và không có proteinuria, chữ là đạm niệu đúng không, còn chữ hematuria là gì? Ok, good. Hemato là chỉ blood đúng không, máu, còn uria là nước tiểu, hematuria là tiểu máu. Không có tiểu máu và không có đạm niệu thì giúp loại trừ ha. Lomergu nè, nephritis nè, là bệnh gì? Itis là biết viêm rồi đúng không? Rồi nep là thận. Còn glomerular là gì? Glomerular là ok, good, khen. Viêm cầu thận ha. Hay, có thể loại trừ viêm cầu thận tại vì nó không có đạm niệu mà cũng không có tiểu máu nữa. Do đó, cái bệnh lý mạch máu thận là nên được nghĩ tới. Rồi có một câu cũng khá hay nè, the absence of renal root diagnostic clue. Câu này nghĩa là sao tụi em? The absence of renal root diagnostic clue, the possibility of renal vessel disease. Dịch nguyên câu nghĩa là, nó đây là gõ nguyên câu cho nó tròn trịa coi.
Rồi, sự vắng mặt của Rino Roots là gì? Chị này không nhớ hả? Sự vắng mặt của cái âm thở đồng mạch thận cũng không loại trừ được bệnh lý máu thận. Rồi, cảm ơn mấy đứa. Nghĩa là nghe không có âm thở thì cũng không loại được đó. Ý là vậy á, nghe có thì có thể là nó, khả năng cao là nó, còn nghe không có cũng không loại được. Nên cái đáp án của cái này là bị cái PMD nha. Rồi, đây là kiếm cái slide sau ha, xíu sẽ nói tới cái đó. Đây là cái thần minh họa cho mọi người ha. Đầu tiên là radio femoral delay, nghĩa là một tay thì bắt mạch tay mạch quay, một tay bắt mạch đùi. Đây là cái sự này là ở lứa tuổi nhi khoa nha, nhưng mà mình có thể nhìn sơ qua là mình thấy là cái delay của mạch mà từ khi mà tim nó co tới lúc mạch nảy là cái thằng nhanh nhất á, thằng ngắn nhất á là thằng carotid đúng không, mà tới thằng ratio là thằng gì, cái thằng mà trẻ nhất có vẻ là thằng radio nè, này là trẻ nhất nè, hôm nay xương xương. Như vậy là sao, bắt mạch nào là nó sẽ sớm nhất, gần như là bằng với tim co. Carotid là mạch nào đó? 30 mili giây thôi đúng không? Không phết rất là ngắn thôi. Nhưng mà cái thằng có vẻ như cái ông mà delay nhất là cái ông mạch mạch quay đó nè, thấy không? Mạch quay là tới 80 lần. Còn ông đùi cũng khá là delay. Có nghĩa là cái này thật ra thì thường là quay với đùi nó gần như bằng nhau, nếu mình hiểu vậy. Còn delay thì cái chân nó sẽ nhanh hơn cái tay một chút thôi. Còn cái đáp án của cái định nghĩa nó đây, nó đưa cho mình trên trang này nè, là cái sự delay của động mạch đùi mà so với cái mạch quay tay phải á, nè, thấy chữ right không, thì sẽ gặp ở những bệnh nhân bị hẹp eo động mạch chủ. Tại hẹp eo em hiểu là nó hẹp từ sau cái, có thể nó sau cái chỗ chia của thân cánh tay đầu bên phải, nên đôi khi là nó chia cái tay xong rồi nó mới hẹp, rồi nó mới tới cái chân, nó mới tới đoạn dưới không, nó mới tới xuống dưới, nó mới tới chu bụng, tới chậu, nó mới tới chân. Nên cái mạch quay bên phải thì nó không bị gì hết, nó vẫn tới sớm, nhưng mà cái chân là nó bị delay. Nên nếu bắt mạch quay với mạch đùi mà nó delay là mạch đùi lên trễ quá thì coi chừng là cái đoạn sau, cái chỗ chia của cái thân cánh tay đầu đó, tức là cái đoạn có một cái eo nó bị hẹp, ý là như vậy ha. Có một cụm là radio femoral delay. Rồi, đó là từ khóa ha, sợ thêm nha. Còn nguyên tắc ý nó nói là nó sẽ có sự chậm khi bắt mạch hai chỗ, mạch tay phải thì đúng hơn. Rồi, đáp án của ca này thì mình sẽ, đây là cái phân tích thêm cái ca này, đáp án của nó để quay lại cái chỗ hồi nãy nha. Cái bệnh đó là bệnh này nè, bilateral fibromuscular dysplasia. Mình có chữ dysplasia là loạn sản ha, tại vì plasia là sản mà dysplasia là loạn sản, muscular là cơ, fibro là sợi, đó là loạn sản sợi cơ của động mạch thận hai bên. Nghe có vẻ lạ đúng không? Rồi để phân tích tiếp nào. Cái nguyên nhân thường gặp nhất của bệnh lý động mạch thận á là bị gì? ARS là gì? Đó tên nào gọi chữ này ra coi. Atrial nè, cirrhotic nè, renal artery stenosis. Cái này thì thường gặp ở người lớn tuổi với những cái bằng chứng của bị xơ vữa lan tỏa, ví dụ như mạch vành và mạch vỡ biên. Rồi cái siêu âm á, nó thường cho thấy là một cái thận nó bị teo. Nhớ cái ca này không, siêu âm thận bình thường đúng không, thận nó teo
và suy thận là thường gặp. Vậy AS là một cái nguyên nhân thường gặp của end stage renal failure, nghĩa là suy thận giai đoạn cuối, nó bị teo, nó sẽ gây suy thận giai đoạn cuối, hẹp sơ vữa động mạch thận. Nếu dịch đúng ra thì đó, hẹp động mạch thận do sơ vữa thì đúng hơn ha. Hẹp động mạch thận do sơ vữa, nhớ nha, nhắc lại nè, stenosis là hẹp, renal artery là động mạch thận, còn chữ atherosclerotic, athero là lipid là mỡ, sclerotic là hardened là cứng lên, atherosclerosis là tình trạng sơ vữa cứng lên của thành mạch do lipid. Nguyên đoạn này nó chỉ nói là một là nếu mà bệnh lý mạch thận mà do sơ vữa thì nó bị teo cái thận bên với nó gây suy thận. Cái này thì nó không giống ha, cho dù nó là nguyên nhân thường gặp hơn. Còn ở cái bạn này thì cái bệnh mà sơ vữa thì nó lại very unlikely, nghĩa là không giống lắm. Nó là dịch gì cũng được đó, không nghĩ đó. Cái PMD là cái loạn sản sơ cơ do động mạch á, là cái nguyên nhân thường gặp thứ hai sau cái bệnh lý sơ vữa. Cái dạng thường gặp nhất là tăng sản sơ cơ. Này mình có thể lướt qua đi, cái này cũng hơi sâu rồi, nhưng mà mình biết nè, nó sẽ hình thành những cái gì. Aneurysm là gì mấy đứa? Aneurysm xen kẽ với những cái chỗ hẹp là có những cái chỗ aneurysm, và nó sẽ đưa ra một cái hình ảnh kinh điển là string of bed. String of bed là gì? Bed là gì? Hay còn gọi là string of pearl đó. Pearl là kim sợi ngọc trai đó. Còn bed là gì? Gọi chữ từ điển chữ bed là gì? B-E-A-D á. Và nó sẽ predominant, tức là nó đa số nó ảnh hưởng những cái người young, trẻ tuổi, hoặc là middle age, những người trung niên, mà tầm đỉnh là khoảng 40 tuổi trở xuống, tầm 30-40. Ok, good. Chữ bed là hạt đó, string of bed là dạng một cái chuỗi hạt ha. Nó có tài liệu về string of pearl, chuỗi ngọc trai. Rồi hút thuốc lá là một cái nguy cơ của cái này. Oh, sorry. Rồi cái PMD thì thường nó sẽ gặp ở tăng huyết áp. PMD nè, thường nó sẽ biểu hiện dưới diện là tăng huyết áp. Nhưng có thể khá là hiếm, nó sẽ biểu hiện dưới diện là plus pulmonary edema. Đâu mới đưa dịch thử chỗ này coi. Mình quẹt tùm lum hết trơn rồi. Nè, có cái cụm là plus pulmonary edema, là chữ này dịch là gì? Ok, rồi pulmonary edema là phù phổi cấp đúng không? Phù phổi thì cái flash là thoáng qua. Ok, đôi khi nó bị phù phổi thoáng qua thôi. Nhiều, hiếm khi gặp tình huống này, đa số là bị tăng huyết áp rõ ràng hơn ha. Và nó, rồi lướt qua phần này tiếp. Đây là cái hình, anh có sợ cho mọi người cái hình này. Đây là một cái động mạch thận bình thường đúng không? Đây là cái thận. Còn đây là cái chữ nè, nó bị dày thành lên nè, có những chỗ hẹp xen kẽ với những chỗ bị phình. Quên nói chữ aneurysm là nè, nghĩa là phình nha. Aneurysm nghĩa là những cái túi phình. Phình mạch não cũng là nó, phình mạch thận cũng là nó, mà phình động mạch chủ cũng là nó luôn. Aneurysm là cái chữ phình chung của động mạch. Thì cho lại cái keo của mình hồi nãy nè, ý nó là cái chỗ này là chỗ tràn hẹt là hình này nè. Đó, chỗ thì phình, chỗ thì hẹp ha. Đây là cái minh họa của nó. Thì nó sẽ thể có thể phình ở nhiều chỗ nữa, nếu mà đúng là bệnh này. Tại vì cái mô sơ với mô cơ ở trong cái thành mạch nó bị tăng sản, loạn sản, nên nó sẽ có những cái hình dạng bất thường. Như ca của mình là bị hẹp luôn hai bên ha, do chỗ hẹp xen kẽ chỗ phình. Rồi từ khác hay cho mọi người là chữ string of breath ha. Xin lỗi, string of bed. String of bed nghĩa là những cái chuỗi tràn hẹp. Thành này thì lấy của Mayo Clinic. Đa số có nguồn, còn không có nguồn thì ghi là Google thôi. Rồi điều trị này mới đó. Giờ điều trị có nghĩa là mình sẽ trị bằng cách là Prank Container Transluminal Renal Angioplasty. Chung thì mình có thể hiểu là nó bị phình thì mình phải tạo hình lại thôi, can thiệp thôi ha.
cái chữ Prognathenus là gì, dịch là gì? Nó cũng là cái chữ can thiệp mạch vành luôn đó, PCI đó. Chữ P là nghĩa là gì? Angio là mạch máu nè, plasty có nghĩa là tạo hình nha. Yeah, plasty nghĩa là tạo hình, plastic surgery là phẫu thuật thẩm mỹ đó, plasty là tạo hình, tạo hình mạch máu và da. Rồi hiểu vậy đi ha. Rồi mọi người dịch cho anh câu này coi. Có một câu, cái câu từ chữ incline này ha. Incline atherorenovascular disease, phải cái the hypertension in PMD case is often occur leading to complication of blood pressure medication. Đó, dịch cái câu này thử coi hiểu không? Đọc hiểu tới đâu nha. Dịch nguyên cái câu này nè, cái câu từ chữ incline tới chữ medication đó. Đứa nào dịch xong thì cứ gõ ra. Đứa nào cũng nên gõ ra nha. Ngồi coi 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 không không có vô đâu chứ nha. Tùy mấy đứa. Rồi, nhận được một cái đáp án câu của bạn Netra đúng không? Có đứa nào có cách dịch khác không? Ok, rồi. Không giống mà mình bệnh như xưa vừa. Tăng áp trong cái theo dự hạn dẫn đến không cần dùng thuốc hạ huyết áp. Rồi, cảm ơn mọi người. Ba cái câu của Thái, Triệu với lại Netra nè. Như vậy nè, cái em thấy không, dù như từng chữ em có thể hiểu, nhưng mà nguyên một cái câu rồi có thể em sẽ hiểu sai đó. Mà cái chuyện mà nên làm với chuyện không nên làm là dễ bị hiểu nhầm lắm. Ta kêu mình làm cuối cùng mình hiểu thành không nên làm là nó bị sai hoàn toàn á. Nên chỗ này ý là gì nè, không giống như bệnh lý sơ vữa do mạch máu thận, tức là bệnh thận do sơ vữa đó, thì cái tăng huyết áp trong những cái ca mà PMD á, những cái ca mà bị loạn xạ cơ á, thì thường được trị, tức là thường có thể trị được, dẫn tới là cái chữ dẫn tới này chữ ha, tôi em quên nè. Dẫn tới là sao?
complete cessation of blood pressure medication, nghĩa là dẫn tới chuyện là hoàn toàn có thể ngưng thuốc hạ áp luôn. Được chưa? Cái câu của Thái đúng á, câu của hai bạn trên thì nó còn hơi nhầm chút. Tức là thường nếu mà nông nó xong, nó nông xong là em trị được luôn, không cần uống thuốc nữa, ý người ta là vậy. Hoàn toàn có thể ngưng luôn. Cái chữ lít linh chu là cái chữ mà mình phải chú ý, dẫn tới. Đó, rồi. Sao nó sai thì nhớ thôi. Còn thường mấy cái ca mà do sơ vữa, nhiều khi nông xong nó cũng không hết tăng áp nữa, ý là vậy đó. Còn nếu mà do sơ này thì trị xong nó sẽ không có bị hè, không cần phải dùng thuốc huyết áp nữa. Và cái chữ mà restenosis đó, tái hẹp thì hiếm. Và chuyện mà mình tham gia gì đâu mình sai mình sẽ nhớ nha, nên làm vậy để học. Mấy đứa kia hy vọng mấy đứa có ngồi ghi ra ha. PMD, rồi tóm lại nè, có những ý chính nè. Kidpoint thì cái sơ hóa sợi cơ mà gây hẹp mạch máu á, là một cái nguyên nhân quan trọng của tăng huyết áp ở người trẻ và người trung niên. Ý thứ hai, cái chuyện mà renal angioplasty, nghĩa là tạo thành mạch máu á, nó sẽ cải thiện và ngay có thể trị luôn được cái tăng huyết áp này trong rất là nhiều bệnh nhân. Và cái ý thứ ba là cái PMD, tức là cái bệnh mạch máu mà do loạn sản sợi cơ á, thì very rare, hiếm khi nào mà gây suy thận giai đoạn cuối. Thì cái thận nó sẽ không có teo, hai bên nó còn nguyên, nó chỉ suy thận nhẹ mà huyết áp nó cao. Thì có nghĩa là bài học của mình nó cao nãy là huyết áp nó nằm ở huyết áp cao mà tuổi trẻ quá thì nên tầm soát động mạch thận. À, ý là gì đó, cái bệnh nhân nãy huyết áp kháng trị mà có mới có 35 tuổi à. Rồi ca số 3 này giải lao 5 phút đi, 5 phút đi học ca số 3 nha. U sơ đường mật nguyên phát hả quý? Cũng do cơ hả em? Em sợ có nó có sự liên quan không? Với anh, em cho anh tự khóa coi u sơ đường mật nguyên phát á. Rồi mọi người giải lao xíu đi, 5 phút sau học tiếp. Đường mật sơ hóa nguyên phát, primary sclerosing cholangitis ha. Ừ, anh cũng không chắc nó có liên quan không nữa, cũng có thể nằm trong bệnh cảnh của ôi mà đường mật thì không biết nó có liên quan tới mạch máu không ta, tại này nó mấy cái mấy sợi cơ trong lớp nội mô thôi, lớp áo giữa thôi, chứ không hẳn là mấy cơ chỗ khác. Thôi đây về sợ thêm. Rồi mấy đứa tập trung học tiếp nè, ca thứ ba nha. Một cái bà bệnh nhân là 38 tuổi, nhập viện là bị đau chân trái ha, calf đùi chân trái, hình để chân phải rồi. Và cậu bị thức dậy buổi sáng mà thấy cái chân nó sưng lên, calf are swollen, sưng. Chữ sưng là chữ gì? Nếu mà chữ không phải là chữ V3 đó thì chữ sưng là gì? Gõ ra và thấy nó đau ha. Và khi mà đưa chân xuống đất thì nó đau. No history of, tức là không có tiền sử của recent air travel and long distance car journey. Tự nhiên sưng chân mà lại gõ tự nhiên sưng chân rồi lại hỏi không có đi máy bay hay không có đi xe để liên quan gì đây à. Biết không? She is otherwise well, còn lại thì khỏe, không có khó thở và không có đau ngực. Mọi người có thể để ý là cái bệnh sử nó có một cái chữ là có một cái phần là not, tức là không có thì phải ghi, không có phải ghi để nghĩ tới cái bệnh gì đó. Đó, chú ý những cái bệnh sử nghĩ như vậy nó sẽ giúp mình hiểu là người ta muốn nói tới cái gì.
nếu mình thuộc bài ha. Ngược lại nếu mình ghi người ta hiểu là mình thuộc bài. Rồi những đứa đi nhầm nó biết cái này ha. Đi xe lâu gì đó sợ sẽ bị thuyền tắc xíu có cái bệnh đó. Cô ấy thì không có tiền sử bệnh lý và chỉ có một vài vấn đề ở cái phần cartilage là phần gì của cái đầu gối. Về mặt obstetric, obstetric có nghĩa là sản hay là phụ, sản khoa hay phụ khoa. Rồi cô ấy có hai lần miscarriage ở first trimester, là cô bị gì, hai lần nó bị gì, và hiện tại là không có, chưa lần nào có thai thành công hết. Và tiền sử thì gia đình không có ghi nhận gì hết. Bệnh nhân đã có gia đình rồi và có là một cô giáo dạy thể dục và không hút thuốc lá, không uống rượu luôn. Hiện tại cô đang uống cái thuốc duy nhất là contraceptive, tức là contraception, thuốc chống có thai, thuốc ngừa thai đó, đang uống cái thuốc này ha. Rồi đúng rồi, hai lần sảy thai ở tăng cá nguyệt đầu ha, tiền sử là hai lần sảy thai, lần này vô sưng cái chân. Rồi thăm khám hơi mập xíu, overweight little thôi, và cái chân trái thì nó sưng rất là rõ và nó bự hơn cái chân phải tới 4 cm về mặt chu vi circumference, là cái chu vi đó. Rồi cái thằng TBO, tuberculosis là gì? TBO là động mạch, là chữ gì? Còn tuberosity là gì? Ồ, thuộc giải phẫu dữ ta. Rồi củ chày ha. Good. Đó, mới đây là gặp cái chữ tenderness này, thấy không? Đó. Biết ha. Hiện tại là có tenderness, nghĩa là ấn đau của cái vùng bắp chân. Rồi từ đây trở xuống nó sưng ha. There is more effusion. Effusion là gì em? Chữ này gặp trong bệnh gì? Có một cái effusion nhỏ ở vùng đầu gối bên phải. Nó không có nóng mà cũng không có đau. There is some pitting edema. Có một vài cái pitting edema là bị gì? Ở cái mắt cá chân bên trái. Và there are superficial veins evidence of the left leg. Thấy được cái động mạch, tĩnh mạch, tĩnh mạch bề mặt. Superficial. Effusion là tràn dịch ha. Effusion có thể gặp trong cái chữ tràn dịch màng phổi hay là màng tim, nó cũng dùng chữ này. Thì đây là chính là bị tràn dịch cái khớp gối. Rồi và nó có ấn phù ấn lõm, pitting edema là phù ấn lõm. Mình có chữ superficial đó. Super là ở trên đúng không? Facial là bề mặt. Đây là ý chỉ cái tĩnh mạch, cơ hệ tĩnh mạch nông á. Rồi còn lại thăm khám bình thường hết, otherwise normal hết. Giới thiệu cho mọi người, đây là một cái nghiệm pháp và dấu Holman đúng không? Dấu Holman là cho cái bệnh nhân nằm nằm ngửa. Rồi dorsiflexion là sao? Cho như là nằm ngửa ha, rồi cho gập gập về phía lưng, gập phía mặt lưng của cái chân. Rồi khi đó cái tay này thì bóp vô cái bắp chân nè, bóp xong này bẻ lên thì nó sẽ gây đau. Nếu mà đau thì gọi là Holman nha, Holman khác Holman nha, dấu Holman dương. Nhưng mà tự nhiên em thấy nè, cái positive của nó là 33% thôi, và đôi khi là những người không có nó lại còn đau, cũng đau nhiều hơn nữa. Tài liệu này anh cũng không chắc đúng không, nhưng mà nó có ý là đôi khi nó cũng không phải là hoàn toàn luôn luôn là nó, nhưng mà cái dấu Holman này có nghĩa là khi khám thì lật cái chân lên rồi em bóp cái bắp chân rồi đẩy cái giò lại, thì nếu mà nó bị DVT á, DVT nó sẽ đau ha. DVT là gì thì chút xíu mình sẽ biết ha.
Rồi, nhìn sơ qua cái xét nghiệm này thì có gì lạ? Với lại mấy đứa coi chẳng đoán giờ chẳng đoán cái này bị gì, bả sưng cái giò bả do gì, như bệnh cảnh là bệnh cảnh gì. Rồi dùng chẳng đoán đi, chân này sưng là bị gì, rồi bà này có bị bệnh gì, sao sảy thai hoài vậy, rồi không có đi đâu hết sao bị sưng cái giò lên. Edema tăng thì mình hiểu là có đông máu đúng không? Rồi APTT lại kéo dài, không biết do gì. Tại vì đông máu là thường nó phải bình thường nó phải tăng đông chứ ha, đúng không? Ok thì đây là đáp án nha. Chẩn đoán lâm sàng có vẻ rõ ràng nhất là một cái DVT, là như các bạn đã comment đó, deep vein thrombosis. Thrombosis nghĩa là huyết khối, deep vein là tĩnh mạch sâu, khối tĩnh mạch sâu. Cái chẩn đoán nè, mình có chữ differential diagnosis nè, chẩn đoán phân biệt của một cái chân mà nó bị sưng, đó là rupture varicosis, tức là vỡ cái đan bạc kè ở cái đầu gối. Cái thứ hai là chấn thương đá trúng cái gì đó rồi sưng cái đầu gối lên, và viêm mô tế bào cấp, cell lưu là tế bào, lytics là viêm. Còn những nguyên nhân khác, những nguyên nhân khác của sưng cái chân mà mãn tính á, thì nó gồm cả béo phì nè. Chứ lympho edema là gì? Lympho edema là gì? Congestive cardiac failure là suy tim đúng không? Suy tim sưng chân cũng sưng. Và đôi khi là bị previous DVT, tức là trước đó đã bị huyết khối tĩnh mạch. Nhà em có một chữ false lobitic. False lobitic là gì? Nhưng em tách chữ ra em sẽ hiểu chưa này. Đúng rồi, lympho là hệ bạch huyết đó, lympho edema là phù bạch huyết. Còn có chữ false lobitic là gì? Nó nhớ chữ playbox là gì không? Cái góc playbox á. Rồi mình sẽ có cái chữ lobotomy ha. Lobot là cái góc chỉ ven. Post lobotic có nghĩa là sau một cái gì đó liên quan tới tới viêm tĩnh mạch. Thì mình có một cái chữ này mình có thể hiểu, đó là cái hội chứng hậu huyết khối. Hội chứng hậu huyết khối của những cái người sau khi bị tắc tĩnh mạch đó, thì nó có thể bị sưng chân hoài luôn. Gọi là chứng hậu huyết khối ha. Post lobotic. Nhớ nhau, lipo là một cái gốc, cái root nó chỉ cái ven tĩnh mạch. Rồi tiếp tục, tóm lại thì cho nó phân biệt cái này thì cấp tính mà nó sẽ có là có thể là vỡ nang ba ke hay là chấn thương hay là viêm mô tế bào thôi. Còn nếu mà mãn tính thì coi tiền sử trước đó có bị hay chưa, hoặc là suy tim, mà cái này có vẻ như không có suy tim rồi đó. Thì tiếp cận không, rồi đến nào đòi tiếp cận thì cái này đó có đó, cấp mà nó có ba cái thứ trên nè. Còn nếu mà mãn tính thì nó sẽ có là phù bạch huyết, suy tim với lại hội chứng hậu huyết khối. Rồi tiếp tục nè, cái chân cái sụn thì cái vấn đề của cái sụn
nó sẽ raise, làm tăng khả năng người này bị vỡ cái nang Baker ha. Baker cyst đó, cyst là cái nang đúng không, nhưng mà trong cơ thể nó còn chỉ một vài cấu trúc nữa, ví dụ như là cái gì, đây là gõ ra đi, chữ cyst đó. Trong cái mấy root nó hay dùng chỉ những cái chỗ nào trong cơ thể nữa, những cái trúc giải phẫu nào mà có chữ cyst trong. Và cái sự active lifestyle is compatible with muscle trauma. Đó là cái vấn đề của chân có vấn đề sụn thì cũng nghi ngờ là bị vỡ nang Baker hay bị chấn thương. Nhưng mà hiện tại thì cái lâm sàng nó bạn khởi phát không có giống lắm, không có bị té hay là vận động mạnh gì hết, ý là như vậy ha. Chữ cyst em có thể gặp là những cái cấu trúc dạng túi, dạng nang ha. Cholecyst là túi mật nè. Chữ cyst không cũng nghĩa là bàng quang nữa. Rồi ok, next ra. Good. Bây giờ mình raise cái, tiếp tục là phân tích về cái investigation. Thì thấy nó D-dimer tăng với lại APTT tăng. D-dimer đó, hay đọc là D-dimer đó, là nó dùng là not helpful. Nghĩa là sao? Tăng cũng giá trị gì hết. Tại sao biết không? There are many causes. Có nhiều nguyên nhân làm tăng D-dimer quá. D-dimer thì helpful, nó sẽ có hiệu ích nè. Nên là not helpful phải không? Này là sẽ có ích khi mà negative, tức là khi mà D-dimer không tăng gì hết thì cái chẩn đoán của DVT nó sẽ much less likely, nghĩa là không giống lắm, loại được chẩn đoán đó khi mà D-dimer âm. Còn dương tính thì không nói được gì, tại vì nó nhiều nguyên nhân quá. Tiếp tục, cái tiền sử bị miscarriage, tức là tiền sử bị sảy thai, cho nên chỉ sảy thai nha, miss là mất, hư gì đó, carriage là mang đúng không, miscarriage, carry đó, miscarriage nghĩa là sảy thai. Và cái sự tăng của cái gì, active pectoral thromboblastin time là gì ạ? Nguyên cái gặp nó nghĩa là gì? Nó này nó chính là APTT ha, thời gian hoạt hóa thromboblastin. Rồi cái chuyện mà tiền sử sảy thai và kéo dài qua APTT nó đang gợi ý cho một cái hội chứng, đó là hội chứng gì? Antiphospholipid syndrome. Hội chứng này là hội chứng gì? Và nó sẽ liên quan tới các bệnh gì? Lupus erythematosus. Đúng rồi, lupus system, lupus erythematosus nghĩa là lupus bằng là hệ thống, thì nó sẽ thường đi kèm với cái hội chứng này, nó gọi là hội chứng kháng phospholipid ha. Hội chứng kháng phospholipid, đứa nào nghe rồi thì comment chữ yes đi, đứa nào chưa nghe thì comment chữ no. Đâu rồi, mới được gõ thử rồi. Một em no, hai em no, một em yes, yes, no, no. Nhiều bạn nghe rồi quá ta. Hồi trước này là lúc lên Sài Gòn mới nghe được đó, chứ là Cần Thơ vẫn chưa nghe gì nữa. Chắc anh không có đi sản, anh không biết. Rồi tiếp tục nè mọi người, nó là chứng kháng polybit ha, nó là cái gì? Đầu tiên á, em sẽ có một cái DVT. DVT có nghĩa là huyết khối tĩnh mạch sâu, thì anh cho mấy mọi người một cái hình. Cái hình này á, nó là một cái chữ là thrombosis, tức là một cái cụm từ để nhớ nó. Những yếu tố nguy cơ của một cái nguy cơ bị huyết khối tĩnh mạch sâu. Một là bị trauma, bị tổn thương. Hai là xài những cái hormone ngoại sinh. Ba là có những cái tai nạn giao thông ha. Bốn là obstruction là gì vậy đó? Bật lý Nancy là gì?
Rồi, chữ B là bệnh lý về máu, ví dụ như polycythemia. Orthopedic là mổ cái gì? Serious unit là bệnh nặng nè. Immobilization, mobi là điện thoại di động phải không? Immobi là bất động, bất động quá lâu. Rồi cuối cùng là splenectomy là gì? Operation là mổ, ok. Rồi mật lý Nancy là ác tính. Rồi bệnh lý orthopedic là mổ cái gì? Oh good, blood. Orthopedic là mổ chấn thương ha. Rồi ectomy, nhớ nghe ectomy nghĩa là cắt bỏ cái gì đó. Spleen là lách. Splenectomy là cắt lách. Đây là những cái mẹo để nhớ nguyên nhân có thể gây DVT. Và lâm sàng thì sao? Chân sưng, đau, nóng, mỏi chân ha. Và siêu âm thì sẽ thấy được quả dấu hôn mang sai dương. Đó, cái bệnh, cái clinical picture nó sẽ như thế này. Như cái ca của mình là hợp lý. Tức là bà bị huyết khối tĩnh mạch sâu, nhưng mà nó nằm ở cái bệnh, ở trong cái theo hình này nó nằm ở vấn đề của máu á, chứ không phải vấn đề ác tính hay những vấn đề khác. Nó tình huống cũng hơi hiếm, nhưng mình hiểu tiếp cận là đủ hết mấy cái này nha. Tiếp cận có thấy nhiều thứ. Rồi phân tích chút nè. Khi một bệnh nhân tới với một cái DVT mà trẻ tuổi và không có cái vấn đề gì hết về mặt gia đình hay là tiền sử, thì mình nên tầm soát. Yếu tố nguy cơ nên tầm soát. Cho dù bệnh nhân này là hiện tại đang dùng thuốc ngừa thai đó, thì nó cũng tăng nguy cơ. Và nếu có sự hiện diện của những cái antibody của antiphospholipid, chỉ nên nghĩ là gì, nó sẽ làm tăng cái nguy cơ bị DVT cổ hơn. Và cái những cái antibody của cái bệnh antiphospholipid á, nó sẽ là một phần của lupus ban đầu hệ thống SEE, hoặc là nó cũng đôi khi là xuất hiện đơn độc thôi, nó gọi là nguyên phát, kháng phospholipid nguyên phát. Rồi ok, kháng antibody là kháng thể nha, kháng thể kháng phospholipid nè, nó lý giải cho chỗ nè. Mặc dù cái kháng thể này nó làm cho APTT kéo dài ra, thấy không, nhưng nó lại gây đông, nhưng nó lại có xu hướng là gây thrombosis, là gây huyết khối. Và cái recurrent, tức là bị xảy thai nhiều lần ở bệnh nhân này á, có thể là một yếu tố để ý. Cái ca này nó không có cho mình cái kết quả lên lâm sàng, nhưng mà nó cho mình cái hướng thôi, là có thể bà này có khi chỉ là do uống thuốc ngừa thai thôi, nhưng mà mình cũng không loại trừ là có thể có hội chứng kháng phospholipid, tại vì cô bị sảy thai hai lần này, nhớ cái tiền sử ha. Mà khám thì không thấy mấy cái khác. Đây là biện luận đó, đây là những cái đoạn biện luận. Và bệnh nhân có thể biểu hiện là, bệnh nhân có thể biểu hiện là bị tái phát cái huyết khối nhiều lần ha. Có cái gọi arterial gangrene này là gì? Sợ thấy chữ gangrene đây. Rivalo radicularis, chữ này thì thôi bỏ qua đi, này là một biểu hiện về da thôi, nhồi máu não ha. Chorea, mấy đứa sạch chữ gangrene ra gì? Là ngoại thư, ok, good. Gangrene là ngoại thư nha. Thế là người bị hội chứng này có thể biểu hiện nhiều về mặt mạch máu, mà cả động mạch và tĩnh mạch luôn. Như tĩnh mạch thì bị huyết khối, động mạch thì nó bị tắc, nó gây ngoại thư, những trùm gây ngoại thư, rồi nhồi máu não ha, rồi đôi khi nó bị múa vàng múa vật, mà bị sản liên quan tới những cái nhồi máu nhiều nơi trên não. Đây là một cái hình ảnh chung về bệnh này này của osmosis. Cái hội chứng kháng phospholipid á, thì nó sẽ gây thành tình trạng là hypercoagulate, nghĩa là tăng đông. Nó làm cho những cái huyết khối ở mạch máu, và nó chia làm tắc động mạch luôn nè. Một là arterial hay là venous. Thì ở cái cô này của mình á, là venous thrombosis, huyết khối tĩnh mạch á, thì thường nó gặp ở người nữ nè.
và biểu hiện là DVT ha. Và đôi khi thì một phần của cái cục huyết khối nó sẽ gây cái embolus và nó sẽ gây cái pulmonary embolism, nó trôi lên phổi. Đây là bệnh gì? Đúng rồi, thuyên tắc phổi nha. Thrombosis là huyết khối, emboli là thuyên tắc. Và đôi khi nó sẽ gây những cái huyết khối động mạch luôn, ví dụ như thường gặp ở người nam nhiều hơn, và gây ra stroke, gây ra nhồi máu cơ tim, hay là thiếu máu, thiếu máu ischemia. Rồi tới đó thôi. Rồi thì tóm lại mình hiểu cái bệnh này ha, là cái bệnh hội chứng kháng Solipis. Rồi sau cùng đây là những cái kit của ca này. Nhất á, là bệnh nhân trẻ tuổi nè mà có tắc tĩnh mạch thì nên được tầm soát những nguyên nhân nền, trong đó có cả hội chứng kháng Solipis luôn, nếu như cái người đó có lâm sàng gợi ý như cô này là có sảy thai nhiều lần. Cái thứ hai là bệnh nhân có hội chứng có những kháng thể kháng Solipis á, là phải dùng require lifelong antibiotic, nghĩa là gì? Dùng cái gì? Thuốc gì mấy đứa? Đúng rồi, phải dùng những thuốc kháng đông trọn suốt đời ha. Tại vì cái bệnh này nó làm cho nó sẽ tấn công vô những cái phospholipid trong cơ thể mà nó sẽ gây tổn thương tế bào và nó gây tăng gây đông máu ở nhiều nơi, nó nôm na là vậy. Rồi đôi khi nó gây những ca mà em thấy dù như là bệnh nhân 18 tuổi mà bị nhồi máu cơ tim là nó đó, thường là nó đó, rất là trẻ tuổi mà bị tắc mạch lớn động mạch mạch vành nam là anh gặp một hai ca là bị nhồi máu cơ tim, tuổi rất là trẻ. Còn nữ thì anh chưa gặp, mà nghĩ đi sản có thể sẽ gặp này, là bị thường là bị sảy thai nhiều lần và bị DVT ha. Rồi câu cuối cùng là mấy đứa dịch tới đi, gõ ra đi rồi xong rồi nghỉ. Gõ cái câu này ra coi cho nó trơn tru đi, xong rồi anh sửa cái nghỉ. Ok, chẩn đoán lâm sàng của huyết khối tĩnh mạch sâu là không có nhảy ha, insensitive và có độ đặc hiệu rất là thấp. Cái chữ mà sensitive á, dịch là nhảy, insensitive là không nhảy, còn chữ specific á, nghĩa là không, là đặc hiệu, nên has poor specificity, nghĩa là độ đặc hiệu thấp. Còn độ nhảy độ đặc hiệu là cái gì á, là gì á, thì mấy đứa tìm hiểu thêm nha. Rồi trở lại còn cô quý ha, thì thuyên tắc phổi, nhồi máu phổi, bản chất cái chữ nó cũng khác mà. Nhưng mà đôi khi mình thắc mắc động mạch phổi, nó có nhiều khi nó động mạch phổi thật ra máu nó màu đen mà nó chuyển máu về phổi thì nó để trao đổi oxy thôi. Nếu tắc động mạch phổi lại thì liệu nó có gây hoại tử cái phổi đó không? Nhưng mà thật ra thì trong biến chứng của thuyên tắc phổi nó vẫn có nhồi máu phổi nha, mà nhồi máu phổi chưa chắc là luôn luôn do thuyên tắc phổi. Cho nên hai chữ này hai từ khác nhau, thuyên tắc là tắc động mạch, nhưng mà có nhồi máu hay không á thì còn do những thứ khác nữa. Tại vì nói chung là nhu mô phổi có thể là do động mạch phổi nó nuôi, mà một phần nữa là do
động mạch phế quản nuôi nữa. Đọc lại thêm ha. Cho hỏi phân biệt gangrene với necrosis. Thì nếu mà dịch về nghĩa thì necrosis là hoại tử, thì thường nó có tế bào nó chết thì nó hoại tử. Mà còn hoại thư thì thường nó sẽ liên quan tới ngộ độc nữa, sẽ gây tiết ra những cái chất độc, nó làm cho tế bào nó bị hủy, đôi khi nó gây sốc hay gây độc. Thì chủ yếu là dựa vào những cái lâm sàng có biểu hiện nhiễm độc hay không đó em. Ví dụ như hay là coi thêm cái xét nghiệm thêm. Nhưng thường những cái chân mà hoại tử nó khô queo rồi thôi, mà hoại thư đôi khi nó sẽ ướt rồi nó có tổng biểu hiện ngộ độc, nhiễm độc nữa. Thường lâm sàng nó sẽ có biểu hiện nhiễm độc phải không? Đôi khi nhiễm trùng. Rồi, bữa nay như ha. Đó, bây giờ mấy đứa ngồi nghiệm nghiệm là coi được 10 cái từ mới không? Có 3 điều gì mới học được. Thì chút xíu mấy đứa gửi cho cái form coi giùm anh ha. Để anh rút kinh nghiệm mà bữa sau mình học hiệu quả hơn. Rồi, hiện rồi gửi cho mấy đứa cái form đi. Vì có điều giùm anh coi mình học nó hiệu quả không? Với lại có gì học được gì mới không? Thì ghi lại, ghi vô cái form anh. Ok, cảm ơn mọi người nha. Hy vọng là tuần sau có thể làm tiếp. Anh sẽ nỗ lực làm hàng tuần. Và mấy đứa